Hello everybody. Welcome to Heo VKT. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay thứ hai ha. Ok, chúng ta đến với một em game khai mở cho tuần mới, đó là em Elora. Phiên bản mới nhất hiện nay và free luôn cả tướng mới cho anh em trải nghiệm nha các bạn. À, hình như là free cũng được 3 hôm còn gì quên mẹ đó rồi. Nhưng mà nói chung thì có free và tỷ lệ quay game này cực hot nha các bạn. Này, chúng ta chơi free, chơi chai mà vẫn quay ra được tướng VIP. À, tướng hiếm luôn, đặc biệt là tướng hệ ám nha. Ghê. Đó, đầu tuần nên là video nó phải là có hồn ha. Nói chuyện rất là có hồn cho các bạn luôn. Này, vì sao? Vì game free gấp phê và đầu vô nó méo quá, kêu chạy nhiệm vụ về vậy hết á. Đó, thấy không? Đơn giản, chạy nhiệm vụ duy nhất lên level 9 liền. Trời ơi, siêu ace ship các bạn à. Mà sao đánh nó không chết? Ok, yên tâm. Hệ ám quay ra được luôn mà. Trời ơi, game vô tư đi. Các bạn hãy vô tư đi. À. Rồi, lên level 12 mà nó không yêu cầu làm nhiệm vụ tân thủ. Đó, rồi bây giờ làm sao? Làm sao? Ủa cái gì vậy? Chư hồn gì vậy? Ở đây nhận gì kìa? Để bảo nó đi. Đây, quà đâu, không thấy đúng không? Đây nè, quà 8 ngày, bấm vô. Đó, trời ơi. Một tỷ. Đây, tướng thần nè, lục thủy thần. Đó, skin. Kin. Đây, đây, tướng vía nè, cái gì, summer. Cái con mới là con nào quên mẹ nó rồi. Cái gì, Ratoriki gì đây nè, đấy, đó. Rồi mấy em bet nè ha. Đó, happy. Đây, tướng mới nè, Ruja World vậy nè. Đó. Và mỗi ngày đăng nhập điểm danh vào đây sẽ được thêm 1 triệu ha. Tổng 7 ngày được 7 triệu. Ở đây được 5 triệu nữa là 12 triệu. Và tí chúng ta nhập code chúng ta sẽ được thêm 1 mới nữa. Đây, Elora Urban X6 vào 13 giờ ngày 8 tháng 8 2022. Game hẻ bài BK theo lượt đội hình 6 tướng không tin bản hiện tại, tăng tỷ lệ triệu hồi mát VIP 20, thêm tướng mới, thêm skin mới. Trang bị mát tới 20 sao, trang bị thần mát 10 sao. Thêm bet hiếm và tăng tỷ lệ ở vòng quay tinh linh, thêm quà nhận sau khi mỗi trận đấu trường thắng hay thua đều được nhân 3. Thêm quà map thử nghiệm vô tận, thử thách chung cộng thử thách 5 hệ. Quà trong hưởng màn 5-10-15 mai hơi, con gái mới lớn mới chơi mà được 5-10. Quà khủng ở cán móc 600-700-800-900. Thêm quà map ngục tối ngày, thêm quà vượt ải hấp thí luyện. Thêm quà top đấu trường, quà nhiệm vụ hàng ngày, quà nhiệm vụ hành tích cá nhân, thêm quà map link server. À, linh tải. Rồi ở đây chúng ta có nhóm Zalo. À, Zalo thì không tin các bạn thì anh em xài free gọi điện gia đình, cá nhân, bạn bè, không kinh doanh thì vẫn xài được bình thường nha, không cần phải nạp tiền nạp tét gì đâu nha. Thấy nhiều thông tin, thấy các bạn kế bên nhà cũng thấy mấy chị kế bên nhà cũng sợ xài Zalo tốn tiền, hôm bữa xém thì nó xó rồi, vẫn xài bình thường nha. Chú ý tất rất nhiều hoạt động đều có thêm kim cương, nói chung là tất cả hoạt động đều có thêm kim cương đấy. Mát bạc 4.2 tỷ, ai ship anh hùng 4.2 tỷ, hướng dẫn tạo tài khoản, cách nhận quà tân hữu, mới hướng dẫn xong luôn, bỏ qua. Bấm nhận quà tân hữu ngày 1, nhận được một mớ đồ nè ha. Rồi có thêm mỗi ngày được thêm 1 triệu kim cương, có hỗ trợ mát VIP này được thêm 5 triệu kim cương nữa đó. Nhập code tại link tham gia event live share, phần thưởng thêm 5 triệu nữa là 10 triệu, 7 triệu là 17, 5 triệu nữa là 22 triệu, nhanh gọn lẹ. Đó. Sự kiện server mới X6, vượt ải vô tận tầng 900 2 tỷ bạc, hấp thí luyện tầng 900 2 tỷ bạc, map cốt truyện 500 2 tỷ bạc, event live share bài viết nhận 1 tỷ bạc đối với tất cả server, 200 like nhận thêm 1 tỷ bạc tất cả server, bài viết 300 like tất cả server nhận 1 tỷ nữa và cộng thêm 500 triệu kim cương. Có lộn, A-Ship anh hùng nhầm. Event hết hạn sau 5 ngày khai mở server hả? Tham gia hoạt động fan bay nhận fan cực, nhận 5.000 vé may mắn,
phát vào thứ bảy hàng tuần. Sự kiện đua top server mới, top 1 lực chiến 10 triệu kim cương, 10 tỷ bạc, 10 tỷ A-Ship, gì 2 tỷ A-Ship anh Hùng, 200 rưng vật liệu tự chọn, một bộ trang bị đỏ 2 sao, gì 20 sao, 4 món áo vũ khí dài mẫu, một bộ trang bị thần 10 sao, loại vật phẩm chất tối cao đó. Rồi top nạp, top 1 10 tỷ bạc, 200 đá thức tỉnh, 100 đá thức tỉnh tùy chọn, 200 đá chư thần phù văn, 1 tỷ gì 1 triệu mảnh tinh tú, 200 gì nè, sách kỹ năng vui tùm lum hết. Nói chung là mênh mông. Rồi có code hàng tuần nữa nè hả. Này, nhanh tay lên nhập code liền cái đã. Huy hết rồi, giờ nhập code VIP nữa lụm quà thôi các bạn. Đúng rồi. Mình đang ở X5. Rồi nhận quà. Đây có nè hả. Đó. Rồi code kia like xe thì được thêm 5 triệu nữa đúng không. Code like xe được thêm 5 triệu nữa. Cái đó anh em nhắn tin admin đi, lấy 5 triệu nữa cho anh em xem thì cũng vậy à. Để đó đi. Rồi vô coi tướng nè. Này tướng, cái này chắc nhìn cũng không rõ đâu. Chúng ta qua đây đi. Đấy. Admin nói là có con Elo cái gì con Natsu mà heo tìm không thấy hả. Có không? Có Natsu không? Đâu có đâu. Nè. Đó, Đại Thiên rồi nhỉ. Udada gì nè, con này không biết có mạnh hay không nữa. Vô giờ test. Rồi tới đây thì chúng ta đi này tướng mới nè, mỗi hệ đều có đắc kỷ đâu này nọ. Và bây giờ làm sao kiếm tướng, heo heo nói hay quá mà sao kiếm tướng giờ. Để bình tĩnh. Nhận quà xếp VIP cái nè. Đó. Này gì không biết, để qua đi. Rương trang bị đỏ. Ủa sao cho có rương rồi ta. Rồi skin nè. Rồi tạm để đây, bây giờ đi lượm đồ nè. Đâu rồi. Thẻ tháng, thẻ tầng, thẻ hàng tháng, gen đặc quyền, long vũ. Qua VIP. VIP thì VIP 13, bản này là match VIP 20 ha. Đó, thì ở trên thì mấy mảnh vạn năng đồ này nọ thôi. Cũng không có gì khác mấy cái dưới này hả. Thì cũng vậy à, đâu có gì khác nữa đúng không? Để nó đi. À, ok, ok. Rồi đây, đi vô cái phần sự kiện năm mới, siêu cấp triệu hồi, siêu giá trị hot này. Hình như là quay cái nào cũng được các bạn, quay cái nào nó cũng ra được tướng mới cho chúng ta hết đó. Đây. Ồ, đây không có tỷ lệ ra tướng mới hả? Đó, after death gì đó. Ok, tiếp tục. Rồi vậy đây không có tỷ lệ ra tướng mới rồi ta. Có không? Đó, thấy không? Lucifer, đó, hệ ám đàng hoàng nha. Đấy, ok man. Vậy là đây hơi ít. Đâu ta? Bên này đúng không? Trước là có thêm cái triệu hồi siêu cấp đây nè. Triệu hồi siêu cấp đó mới ngon. Này hình như là cũng có tỷ lệ ra, nhưng mà tỷ lệ ra khá là ít hơn mấy kia. Đó, Viking nè hả? Đó, vẫn có tỷ lệ ra tướng mới hết nha. Lộn tướng mới rồi tướng... tướng VIP, hệ ám đồ cái kiểu là có hết nha. Đó. Đó thì đủ loại hết các bạn. Mà hôm bữa thì có event kia kìa, chắc event kia hết rồi. Cái kia quay mới đã, quay ra này thì quay hơi ít tí. Này. Ủa, mới đây đầy rồi hả ta? Đậu xanh lòng. Rồi, mất mẹ nó cái chỗ quay rồi. Đây. Trước là có thêm cái chỗ siêu cấp bên kia nữa. Đó, đó, hình như là chỗ này nè. Đó. Như đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chỗ này nè. Đó, đó. Trời trời coi nè. Một lần quay mà 1 2 3 4 con tướng hiếm. Đó, hình như đây nè, chữ là siêu cấp ha. Đấy. Đó. Lần nào quay cũng có. Đó, đặc biệt là con Mikito. Đấy. Giống như là cá đàn lan vậy á. Quăng lưới xuống kéo lên là dính. Quăng lưới xuống kéo lên là dính. Hình như là không lần nào mà quăng xuống mà kéo lên mà không dính được con nào hết á. Nhiều khi mà quăng xuống mà ghi lên quá trời không biết xài sao á. Đó, đây nè, đây nè. Đây là cái con mà quăng xuống kéo lên mà quá trời nè, không biết xài sao nè. Đó. Đủ loại chứ không phải là một hai con mặc định nha các bạn. Đó.
Đó, đa số là hệ ám là nhiều. Đây, thấy nhiều quá đúng không? Nhìn thấy ma mới là ham quá đúng không? Tải về chơi liền đi. Trời ơi à. Đây. Top. Ui men. Ui. Ủa, Nada hả? Ủa sao nó có skin đẹp vậy ta? Wow, Nada 25 sao. Con này con gì? Ồ, oh, tướng mới nè, con này tướng mới nè. Salamander gì nè. À, 25 sao luôn. À, ôi đi chơi hệ lửa hả? Đồ. Đi chơi quá ha. Đây, hệ ám nè, những con mà quay được không nè. Đó, 20 sao, 19 sao. Đây, hệ ám luôn nè, đa số là chơi hệ ám hả? Có ông nội đó chơi hệ kia tại hệ ám. Ở đây quay dễ lắm các bạn, quá trời dễ luôn mà. Còn gì nói nữa không? Quay là ra, thả xuống là lụm lưới, thả xuống là lụm mồi. Gặp heo heo cũng chơi hệ ám nữa, chỉ chơi mấy con kia chỉ cho cực vậy. Đây, mới vô mà được con Mikito, cái gì? Ủa, con này là Izanami hả? Izanami được 4-5 con, tha hồ mà nâng. Nâng gì giờ này nữa? Đó. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng bông hay gì nè. Ôi dồi ôi, đấy, show top cho anh em coi luôn, để mấy ông hô à. Server ít ai chơi, không biết đâu đưa top được không, server sống được bao lâu. Đây, đang up bên S4, S6, S5 rồi đó các bạn ơi. Server quá hôm luôn, đó. Ngại gì chơi heo xin một like, kéo xuống bấm vào like liền. Chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh liền. Và đừng quên anh em nào chưa đăng ký kênh heo VKT Vlog, quay qua cho heo xin một cái bên đó luôn. Trời ơi, phi gì mà phi khủng quá mà. Đây, triệu hồi nguyên tố được 1000 mấy vé. Ôi dồi ôi. À, hình như là triệu hồi nguyên tố là nó không có mấy con tướng mới trong này, nhưng mà kệ nó đây. Kiếm mấy con tép rìu nâng hệ ám lên. Trời ơi. Chơi bản chính thức làm gì mà được phi nhiều vậy. Trời ơi. Phi hình như mà để lên được một con 10 sao là tốn cũng cả tháng á. 10 sao thôi nha, chứ đừng có nói mày nhiều ha. Rồi ok, dư quá mà, mở thử cái coi chơi. Để biết sao không, biết sao chui vô đây không. Đây đi mua cái con này nè, hồi nãy mở không ra. Đâu rồi, đây. Trời ơi, mảnh nó có 5 điểm vậy, rẻ dữ hả. Đâu rồi. Ủa, nó nằm ở đâu, đây. Đó, ui man, ui 5 điểm mà mua được 4 con hả. À, nãy giờ mình mở được 4 con ta. Ủa nãy mình nâng được một con level cao lắm mà giờ nó đâu mất tiêu rồi. Đây. Vô rồi nâng sao. À em nó chưa lên được năm. Chết chưa, bây giờ nâng lên không biết có food trong đây. Ok, kệ nó đi, không quan tâm lắm. Đó, cái này mà cho được vài mảnh 5 sao, 6 sao nữa thì chắc sẽ hôm hơn hả. Ủa Lộc, cho mảnh 9 sao, 10 sao thì nó sẽ hôm hơn. Đấy. Trời ơi, nhiều quá. Bắt đại vài con bỏ vô đi. Tí đi ra quay cũng lên nữa à. 4 con hả? 4 con hiếu rồi. Hiếu thì vô đây mở. Để, đây, 240. Đó. Nãy có phi mấy cái mảnh nữa nè. Mảnh 5 hệ. Mỗi hệ 2000 mảnh là tương đương với 40 con. Đó. Vô mở cho mấy ông luôn. Đó. Vô tư. Trời ơi, vô tư đi. Đây, skin có con nào mở được không? Đây, được một cái skin. Đó. Rồi, con này mở được không? Không mở được. Đó, skin luôn, ok. Skin luôn. Đây, em Loli nhìn đã mắt quá mà. Con này chưa. Đấy, con này hãy tặng gì nè. Đó. Hãy tặc nhưng mà không phải mình khi đi lưu phì. Ok man, đó. Rồi nhắc lại thông tin server, chúng ta có còn Elora phiên bản mới open X6 vào 13 giờ ngày 8 tháng 8. Này, game khởi đầu cho một tuần mới đầy game mới hả? Đó, rất nhiều game mới sẽ đến bên em chúng ta. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn.